Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Tô Tranh của mình. Với cả nhà của mình, tô bức tranh đấy là một cái bánh kem như này và mời cả nhà đón xem. Và vừa rồi mình đã nhìn xong bức tranh này rồi, cảm ơn mọi người đã xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Và vừa rồi mình vừa tô xong bức tranh cái bánh kem như thế này, cảm cả nhà đón xem. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.